Tôi chúc cho tất cả mọi người vui vẻ khỏe mạnh. Chúa cùng mọi người. Amen. Amen. Sau đây tôi dâng lời cầu nguyện bằng tiếng giờ đây. Hallelujah ơi tên ma quay dâng Giêsu Christ. Phi bằng bình mê bình y phi bằng trò quay dâng ơi mi mượn bờ nhạc mi em tôm em đang em mê quay dâng. Quay dâng ơi có ai bồn tụ phi thăng bình sáng nọ tôi mòn chót mòn bia mòn chúc sáng nọ tôi mòn nem mòn bình mòn ni sáng nọ có lãnh đoàn là nghìn mòn thành con là phi bằng dân mi bạn quay dâng là phi bằng dân tiêu con tất cả bùn bình lên án quay dâng. Lê bồ đề mượn em tôm này mượn em đang này em tụ về tụng nhau quay dâng em gàng nhau quay dâng thầm bậc tốt quay dâng. Lúc ta tốt này lua tôi lại tôi mê là ung thư nào đoạn bà tay bà sọ bà đọc tay của giang nha của giang nha mình một xăm ta kết ô bộ như mùi gục mùi có nóng ý hiệu ấy đem giang bộ giang mê về lăng mê sẽ thích mê của giang có chờ bà rồi bí bác giang tiên mê bác ngàn giang ấy ế cốp cơ mê tự dụ ung giang sẽ thích mê về lăng bác giang mê mong rè tôi sẽ chẳng ý lệ của giang Giêsu Christ. Amen. Amen. Bình ơi giang bình nạ bạc nạ môn bình có tâm cơ nạ sang nguồn cốc đạo giáo con giáo giáo nguồn cốc đạo nguồn cốc giáo hội con giáo là mà coi đi giết người đó. Thấy chưa? Ngày xưa giết Chúa này, giết cả đông tiên tri này, ta cũng giao giết người đó. Thế là tin lành. Thì cũng vậy thôi. Chị là con giao em và tin lành. Đó, cảm ơn Chúa nha. Như vậy là chúng ta phải hỏi lại để biết đầu đuôi. Thấy chưa? Chúng ta phải hỏi. Bởi vì bên dân tộc đó, theo ý hình này, theo sơ cước, người ta có không cho. Đào tin lành đề ra theo sơ cước không cho. Đào tin lành đứng cái đi theo hình như là phần đô không cho. Khói đó thì phụ Việt Nam không khói đó không cho. Theo cước là theo phần đô, theo hình như là theo phần đô có đâu chưa. Hơn nữa là chúng ta theo Chúa, theo Quyền Thánh. Theo Quyền Thánh là cách mạng cho đã. Cách mạng là biết Quyền Thánh đó. Bàn tổ chức trung ương đó, nó biết đó, nó hiểu đó, thấy chưa? Nó nói là tà đạo đó, ăn xong là chúng ta phải nghe trong tốt. Kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết gì hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ. Như vậy là các tôn giáo khác là kiêu ngạo á. Từ khi có công giáo đến 2019 á, tất cả tôn giáo là kiêu ngạo, lên mình kiêu ngạo. Theo ma quỷ Satan, lên mình kiêu ngạo là mới chết đó. Cảm ơn chú nha. Rồi nghe tiếp mùi nha. Xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như... Thiếu mất lẽ thật. Tôi là lẽ thật. Lẽ thật là lẽ là lời, thật là sống, lời sống. Lẽ thật là lời sống, liền sống. Tôi có lẽ thật. Tôi có lượng sống. Thiếu mất lẽ thật, không có lẽ thật. Không có lượng sống, không có lượng sống. Không có lượng sống thì chết. Có lượng sống thì sống. Không có lượng sống thì chết. Dù dáng là ta hùng biên, dù dáng là nói nhiều, hoặc là có nguyện hoa mi trôi trái. Nhiều là người ta hâm mộ, nhưng mà không có lẽ thật. Không có sự sống. Chết. Người là có lời thật là có sự sống là sẽ sống đó, nghe chưa? Chúng ta nghe điều đó đó. Là nguồn lợi vậy. Nguồn lợi sự tin kính cùng sự thỏa lòng. Ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Chúng ta ra đời. Chúng ta ra đời hay là qua đời cũng đem hết. Chúng ta đem cái gì? Lời Chúa. Lường sống. Chúng ta đem đường sống. Khi con đưa con ra đời thì chưa khóc, thì người ta đánh, người ta đập tổ cái bàn chân đó thì nó khóc. Khi nó khóc là con xong rồi. Đó, con xong rồi. Không đem theo vàng, không đem theo bạc đâu, mà đem theo sống. Đem theo là thật, đúng không? Ra đời là lật lòng mẹ đó. Không khóc người ta là cho khóc. Khi cho khóc là con xong rồi. Đó, nó đem theo gì? Đem theo lẽ thật, đem sự sống. Tôi có lượng sống. Đó mọi người ơi, không đem theo vàng bạc cho bao đâu. Đem theo lượng sống. Cảm ơn chỗ nhà, đem sự sống, đem lẽ thật đã, đem lượng sống là cần chỗ nhà. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắt. Có của tôi á,
đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng rồi. Đó, đủ ăn đủ mặc thỏa lòng rồi, có tôi đó. Nhưng mà để theo kiếm tiền nữa đó, ắt sao mà tội lỗi đó. Chúng ta chỉ đủ ăn đủ mặc thôi, đồ dùng chúng ta cần dùng hàng ngày thôi, không cần tham lam xa hoa đã không còn đâu. Chỉ đủ mặc thôi, đủ thôi. Ngày hôm nay đó, ngày hôm nay chúng ta ngày nay bây giờ còn 11 năm, chúng ta làm gì nữa? Ở Ấn Độ, người giàu có Ấn Độ bán vàng rồi, vàng thế bán hết rồi, đi lấy tiền mua gạo bây giờ đó ở nước Ấn Độ đó, bán vàng hết. Còn gì vàng nữa? Còn 11 năm là chỗ đen là thôi rồi. Đó, bây giờ Đài Loan và Trung Quốc sắp đánh rồi đó. Khi đánh rồi là ổ vàng bạc là vô giá hết, không có gì định nữa. Đó, không giá trị nữa. Cái gì có giá trị là con người, là tính mạng của con người. Tất cả vàng bạc cho báo, nhà ở là xe cộ này đó bỏ hết, thì thoát thân thôi, con người thôi. Tại sao con người là thoát thân con người? Là linh hồn, con người có linh hồn. Nhưng mà linh hồn này là đẹp sống, đẹp chúng tôi, dù có chết đi nữa, được lên thiên đàng. Đó, chiến tranh là tàn phá đánh nhau, nếu chết á, linh hồn được lên thiên đàng. Bây giờ chúng tôi là quan trọng, thanh niên bộ mới là quan trọng lắm. Chúa dùng hai chúng tôi để cứu tất cả mọi người, cứu cả thế gian, thế giới đó. Nếu Tổng thống Mỹ nghe chúng tôi, Tổng thống Đài Loan nghe chúng tôi, Tổng thống Nga nghe chúng tôi, Tổng thống Trung Quốc nghe chúng tôi, không có chiến tranh, không có đánh nhau. Nghe chúng tôi không có đánh nhau, nghe chúng tôi không có chiến tranh, không có đánh nhau. Không nghe chúng tôi là đánh nhau, đó đánh nhau. Có rồi, có Liên Hiệp Quốc rồi, có quốc tế rồi, có Ủy ban Nhân quyền rồi. Đó, tại sao không ngăn cản đánh nhau? Đó, không có ngăn cản đâu. Tại sao? Chúa, do tôi, nước Việt Nam là Hà Nội giải phóng Việt Nam là do tôi, là chiến tranh Việt Nam là do tôi đó. Do tôi mà có chiến tranh, do tôi mà có ngừng bán. Năm 1961 có chiến tranh, 1961 có chiến tranh. Khi tôi 61 tuổi có COVID-19. Khi tôi 61 tuổi có COVID-19. Ngày xưa 1961 có chiến tranh. Đó mọi người ơi, sự chết này theo tuổi của tôi, đánh nhau sự tuổi của tôi. Đó, khi tôi 33 tuổi ngừng bán, phải coi chừng nha, phải coi nha. Khi tôi 33 tuổi ngừng bán, còn chín năm ngừng bán đã, không có chiến tranh nữa, không có đánh nhau nữa, còn 9 năm đó, thấy chưa? Trong 9 năm này chúng ta phải lo đời sống chúng ta, lo đời sống chúng ta. Chỉ đủ ăn tôi, đủ mặc tôi. Đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người. 7 giờ, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi kinh, sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Đó. Người ta gọi là tiền bạc là thật thần tượng. Tham tiền bạc là cội rễ của sự làm ác đó. Tiền bạc là thần tượng. Thấy không? Thần tượng không? Hình của George Floyd đó, cái chỗ xin lỗi, hình của Washington, George Washington là Tổng thống Mỹ đó, George Washington đó, hình tượng đó. Bởi vậy, tiền ở thiên đàng không có hình tượng. Tự nhiên thôi, không có hình tượng, chỉ chữ số thôi. Bằng vàng có chữ, nhưng mà có chữ số là 1450, chữ to ở giữa. Không có hình tiền thiên đàng đó, không to bằng tiền đô la nhưng cứng màu vàng đó. Bởi vậy chúng cho tôi làm việc sợ tôi là thật thần tượng đó mọi người ơi. Chúng cho tôi làm việc đâu, ngày xưa là Dung Tùng Giang, là tại sao là Moses ra khỏi xứ cập Moses Tùng Giang là tại vì chúng cho Moses thật thần tượng đó. Chúa cho Môi-se thật thần tượng. Chúa cho Môi-se cứu người là sự cấm. Đó chứ là sự cấm. Mà nói là Chúa cho Môi-se ra sự cấm là ra khỏi thật thần tượng.
mọi người xài hết cũng đúng, không hiểu, hiểu biết thôi. Giống như con ếch nó giếng đó, nó nói là nó rộng lắm, nó không lên cao. Khi mà nó lên cây cao á, leo lên núi á, thì mình thấy là đất đai rộng, rộng lắm, đó, như vậy đó. Như vậy là dương của tùng là ít thôi, chỉ nhìn là nhìn bề bề trước mặt thôi, không nhìn bề không hiểu sâu. Cảm ơn chú, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn chúng ta nghe tiếp mọi người nha. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời. Tiền là tội lỗi, tiền là ma quỷ, tiền là thật thần tượng, đúng không mọi người? Đi theo nhìn tiền, tức là đi theo tiền. Nhìn tiền trong đó là tiền, tiền không, tức là nhìn tiền đó. Một bạn tôi hỏi bạn tôi đó, bạn tôi nói tôi là 3 tháng 4 tháng rồi tôi đi chưa đi nhà thờ. Lo công việc chưa đi nhà thờ, lo công việc, lo có tiền đó, bỏ chỗ hết. Bây giờ ngày xưa thôi, bây giờ ngày hôm nay, ngày chúng tôi đi thì chúng tôi đi. Bây giờ anh đi làm cũng được, nhưng phải chuộc tôi. Đó, đi làm đi kiếm tiền đi, nhưng mà chuộc tôi. Tiền công của tôi là sự chết, mà sự ban cho của Đức Chúa Trời trong đời. Tiền công tôi là sự chết, chúng ta chuộc tội, tiền nó không có tội nữa. Chúng ta chuộc tội, xin Chúa. Chúng ta dùng tiền đó, xin Chúa. Đó. Làm bất cứ việc gì chúng ta phải xin Chúa. Đó, gặp con Chúa nha, gặp mọi người nha. Đó. Ngày xưa là chúng tôi, đồng bào chúng tôi là tôi đang đi đó. Ngày xưa đồng bào chúng tôi là có dưa nè, có cây bắp nè, có đủ thứ trong cái ruộng này rồi đó. Không ăn đâu. Phải cung dâng đó mới ăn. Cung dâng đi. Lấy cái tất cả cái thổ sản đó cung dâng, cung xong là ăn. Đó. Chúng ta phải làm như vậy ngày hôm nay là dâng cho Chúa, vì cho Chúa. Đó. Ví dụ như ở trong nước Việt Nam nha, trong nước Việt Nam là bây giờ tôi cho là Mon Chót là chỗ cầm đầu để theo tôi trước đó. Mon Pia, Mon Chót là đó đó. Như vậy là muốn ăn vượt đi đó phải đem cái tổ nhà Mon Chót đó là cầu nguyện trước để cho ăn. Chúng ta phải làm như vậy có được không, đúng không mọi người? Tất cả đồ vật, tất cả thổ sản chúng ta là cây dưa, cây bắp, cây ngô, cây gì đó, dưa leo gì đó, cây cà gì đó, đem hết chỗ nhà mà cho tất cả đó là có nguyên Chúa. Có nguyên Chúa xong là chúng ta mới ăn được. Đó, như vậy ngày xưa đó. Nhưng bây giờ không có nữa. Thời cây bắp là đói mà. Đói, cái bắp là đang non, cứ bé ăn rồi, đó, đói quá, không có nguyện Chúa nữa, đó, không cung dâng nữa, bởi chúng ta phải có nguyện Chúa, đó, giống như là ăn cơm, ăn cơm, đói quá, cái nồi đó, đang bắt ở lửa trên bếp á, chưa đem xuống, mà trong bụng đói quá, lại mòn lắm, lại ăn, đó, như vậy, ăn trước đó, như vậy đó, đang lẽ chúng ta là, rồi sắp xếp, rồi có canh, có mắm, rồi có rau, rồi có cơm, rồi mẹ người con, rồi có người chua ăn, đó. Nhưng mà đợi quá, ăn trước, mọi người nha, là cái kiểu đó. Bây giờ chúng ta phải chuộc tội đi. Còn người ta là phạm tội lắm, rất là phạm tội đó. Vì chúng ta phạm tội, chúng ta chuộc tội để chúng ta nên thánh. Nên thánh nha mọi người nha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người nha. Hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến. Và vì bây giờ trong ruộng nha, chúng ta trồng dưa leo nha, dưa nha, trồng dưa nha, sao trồng cây tâm hồn nha. Chúng ta trước khi ăn á, có nguyện Chúa. Chúa ơi, con muốn ăn rồi. Đó. Chúa tha tội cho con. Đó. Trước khi ăn, trước khi uống, trước khi bất cứ việc gì, phải xin Chúa mọi người nha. Xin Chúa mọi người nha. Đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật. Và trước mặt Đức... Chúng ta có cha mẹ.
chúng ta có chào mẹ. Con gọi mẹ ơi, con muốn uống nước. Đúng không mọi người? Mẹ ơi, con muốn uống nước. Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn. Đó là con ngoan đó. Con không ngoan à? Không gọi mẹ. Bất cứ việc gì không gọi mẹ, không gọi cha. Con không ngoan. Con ngoan là phải gọi mẹ, gọi cha đúng không? Dù uống nước, dù làm bất cứ việc gì, đó, phải gọi mẹ hết, gọi mẹ gọi cha nha mọi người nha. Chúng ta gọi mẹ gọi cha mọi người nha. Chúa Jesus Christ là đấng làm chứng tốt nơi buôn sơ phi la. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Chúng ta giữ điều răn của Chúa, không phải giữ điều răn của Môi-se. Chúng ta phải giữ điều răn của Chúa. Răn của Chúa là gì? Là kính Chúa yêu người. Kính Chúa yêu người. Yêu đời và yêu người. À, yêu đời và yêu người, kính Chúa yêu người. Yêu đời và yêu người. Không thể giữ nổi 10 điều răn. Không thể giữ nổi. Nhất là điều răn thứ tư. Không thể giữ nổi đâu. Hãy nhớ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 ngày nghỉ. Chúng ta phải nghỉ. Không được đi làm. Con trai, con gái, tuổi trẻ, tuổi gái, hay là xuất vật, khách ngoại bang trong nhà ngươi, đều chưa làm công việc gì hết. Không được làm hết. Nghỉ nhà. Đó. Nhưng chúng ta không nghỉ đâu. Chúng ta đi. Đi này, đi nọ, đi chợ, đi nhà thờ. Đó, được chưa? Chuông cho chúng ta thờ phượng cho nhà thờ. Chuông cho. Chúng nói, chú cảnh báo, ai thờ phượng, ai thờ phượng nhà thờ, ai còn nguyện trong nhà thờ là kẻ gia hết. Chúng nói, mà thị trường sao đó? Ai thờ phượng trong nhà thờ là kẻ gia hết. Mà thị trường sao? Mà thị trường bay là chú này con giao là con heo, con giao là con đạo con heo, tin là đạo con chó, khởi độc luân và đạo tin là giả. Đó, chú nói rồi, cảnh báo rồi. Không nghe lời Chúa, không tin Chúa, thì chết thôi. Chết thôi. Khi chết rồi, Chúa ơi Chúa cứu con. Không nghe lời Chúa mà làm sao mà Chúa cứu được. Anh ta con giáo nên là Chúa cứu, không cứu đâu. Chúng ta phải tìm lại nguồn gốc. Đạo con giáo là tìm, phải tìm cái gì? Phải tìm lại nguồn gốc đạo con giáo là gì? Đó. Đồng bào chúng tôi đó, lê vợ là phải khỏi đó, phải khỏi đó. Đồng bào chúng tôi là lê vợ. Em họ tôi, lê vợ, đẹp lắm, đẹp này, của đẹp lắm. Lê đem về nhà luôn. Bôi bố, con có vợ rồi. Thôi, con có vợ rồi. Hôm qua con thấy là cô này rất đẹp lắm. Con đem về nhà. Bố không nói gì à? Ở được 3 ngày. 3 ngày. Bố này là phải hồi đi. Hồi vợ mày đó. Làng nào, thế nào, cha mẹ làm sao? Khi hỏi, hỏi thông tích, hỏi thiêu sư lý lịch đó, bà vợ đẹp trung nụ, mà lại, trung mà lại, bỏ, thấy chưa? Bỏ đi, mà lại, bỏ đi, không được đâu, bỏ, đó, thấy chưa? Dân tộc đó, tôi đi Mỹ, cái người cái con rể tôi đó, thì là con tôi được hỏi trong làng tôi, hỏi mà mùi đó, ông Doan là thế nào, ở làng là thế nào, là người thế nào, tốt lắm, không phải là người Malay đâu, thì mới là nó lấy con tôi đó, Malay người ta cầm nó cứ lắm mà Malay đó. Bởi vậy chúng ta phải coi lại bảo cho chúng ta nhất là ăn xong đấy, con đứa chú mẹ hỏi ai, hỏi Kinh Thánh. Đạo chúng mày hỏi ai, hỏi Kinh Thánh. Đó. Nguồn gốc đạo giáo con giáo giờ. Nguồn gốc đạo, nguồn gốc giáo hội con giáo là mà. Coi đi. Giết người đó. Đó, thấy chưa? Ngày xưa giết Chúa này. Giết cả Đức Tin Tri này. Là con giáo giết người đó. Thế là tin lành. Tin cũng vậy thôi. Chị là con giáo, em là tin lành. Đó, cảm ơn Chúa nha. Như vậy là chúng ta phải hỏi lại. Để biết đầu đuôi. Thấy chưa? Chúng ta hỏi, bởi vì bên dân tộc đó, theo ý hình nha, theo sơ cơ, người ta có không cho,
đào chân đàn đề gà theo sơ cớt không cho đào chân đàn đơn cơ đi theo hình nha làm phần rô không cho khói đó chính phủ Việt Nam không khói đó không cho theo cớt là theo phần rô theo hình nha là theo phần rô có đâu đào chưa hơn nữa là chúng ta theo Chúa theo Quyền Thánh theo Quyền Thánh là cách mạng cho đã cách mạng là biết Quyền Thánh đó bàn tổ chức trung ương đó nó biết đó nó hiểu đó được chưa nó nói là tà đạo đó ăn xong là